sức mạnh bá đạo nhất One Piece đã được thể hiện trong trận chiến của Big Kai ở Wano. Ayo, rất vui được gặp lại anh em trên channel hồ sơ One Piece. Haki và trái ác quỷ, hai thứ sức mạnh chính của thế giới One Piece. Tuy còn đó nhiều loại kỹ năng và chiêu thức khác như quỷ khí này, lòng trảo thủ này, karate người cá, vân vân. Thế nhưng bất kỳ nhân vật mạnh mẽ và cộng cán nào trên thế giới cũng có một trong hai sức mạnh là Haki hoặc trái ác quỷ thậm chí cả hai. Mỗi bộ manga đều được tác giả xây dựng riêng một loại năng lực sức mạnh như ki của Dragon Ball hay Chaka của Naruto, và riêng One Piece lại được Oda tạo ra nhiều loại năng lực hơn, chúng tương sinh tương khác nhau. Trước kia, ta thường nghĩ rằng Haki là khắc tinh của trẻ ác quỷ vì nó là thứ giúp người ta đả thương được kẻ ăn Logia, cũng như mấy thanh niên doan cũng phê hơn khi dính đòn. Tuy nhiên, nhận định trên dần không còn đúng, nó chính xác hơn là chỉ đúng 50%. Haki không phải là thứ hoàn toàn áp chế được trái ác quỷ, mà trái ác quỷ cũng có thể hạ kẻ có Haki cực khủng. Và trong Arc Wano này, Oda đã show cho anh em hai trận chiến chứng minh Haki và trái ác quỷ đều là những năng lực đỉnh cao như nhau. Cụ thể ra sao? Ngay bây giờ, mời anh em đến với video, trận chiến với Kaido và Big Mom, chứng minh Haki và trái ác quỷ đều bá đạo. Action thôi. Đầu tiên, cùng tìm hiểu một tí về từng loại năng lực của Haki và trái ác quỷ nhé về haki có ba loại chính và hai loại phụ trong ba loại chính là haki vũ trang và haki quan sát chúng rất phổ biến chỉ cần tập luyện là có thể đạt được còn haki bá vương thì chỉ có một trên một triệu người có nó không thể tập luyện thay vào đó bá khí sẽ mạnh khi người sử dụng có một ý chí mạnh mẽ và kiên định về hai loại haki phụ thì đó chính là haki gió vương và haki sắc màu con cưng theo thống kê của Cục Bảo vệ Động vật Hoang dã, thì chỉ có 3 người trong One Piece có gió khí, gồm God Usopp, Buggy Chúa Hề và Morgan Chủ tịch Liều Báo Sao Trong khi đó, Haki sắc màu con cưng chỉ có hai người sở hữu, một là anh men Luffy, hai là chúa tể định hướng Zoro. Tuy nhiên, sau bao lần lên bờ xuống ruộng thì anh đã mất đi năng lực sử dụng sắc màu con cưng. Thay vào đó, anh ba lại dần đạt được năng lực này và chính thức thay thế rổ. Quay trở lại với các loại Haki chính, ta có thể thấy chúng bổ trợ cực kỳ nhiều cho chiến đấu và nếu muốn xưng vương xưng tướng ở cái thế giới này thì chỉ ít bạn cũng phải dùng được hai loại haki cơ bản haki quan sát cho phép người sử dụng cảm nhận sự hiện diện của sinh vật sự vật và hiện tượng xung quanh còn có một số cấp độ khác bao gồm cảm nhận sức mạnh và cảm xúc đối phương như fujitora hay vua bóng tối từng làm khi thức tỉnh lên cấp cao thì người dùng có thể đoán trước tương lai gần về haki vũ trang thì nó giúp ít cho tấn công cũng như phòng thủ người dùng có thể làm cứng bộ phận hoặc vũ khí, tạo nên lớp giáp để tấn công mạnh hơn. Khi lên cấp cao thì nó có khả năng xuyên phá từ bên trong, và thứ này các dân chơi Guano hay gọi là Ryu. Cuối cùng, ta có Haki Bá Vương. Ở mức cơ bản thì tác dụng của nó là dọn dẹp đám tôn tép cũng như hù mấy thanh niên yếu sinh lý. Thế nhưng, khi đã lên cấp độ cao thì nó có thể được bao bọc vào đòn tấn công tạo nên những pha xử lý vô cùng mãn nhãn như xẻ đôi bầu trời hay thổi bay mọi thứ xung quanh như roger và dâu trắng từng làm và đó là sơ sơ về sức mạnh của haki nói đến trái ác quỷ thì thứ này rất dối ren vì có rất nhiều năng lực khác nhau cơ bản ta có ba hệ gồm Logia, paramesia và Zoan trong đó Para cho phép người dùng thao túng một thứ gì đó hoặc biến bản thân thành vật chất như cao su, kim cương, vàng, vân vân. Nó cũng có thể mang lại cho những năng lực khá tâm linh như điều khiển người khác, Logia hay còn gọi là hệ siêu nhân và nó cho phép người dùng thao túng nguyên tố tự nhiên như lửa, nước, dung nham, ánh sáng. Cuối cùng, hệ thú doan. Hệ này được phân làm ba loại, doan thường, doan cổ đại và doan thần thoại. Nó giúp người sở hữu hóa thành thú và có những đặc điểm và năng lực tương ứng loài thú đó. Và bây giờ là đến phần quan trọng nhất. Chúng ta sẽ bàn về việc Oda đã sâu ra hai mặt sức mạnh của One Piece trong trận chiến của Kaido cũng như Big Mom. Về phía Kaido thì Oda focus khá nhiều vào Haki dù cho vị tứ hoàng này có trái ác quỷ thuộc hàng top. Còn Big Mom thì tác giả lại tập trung mảng trái ác quỷ dù vị nữ đế hoàng vẫn là một dân chơi Haki hàng đầu thế giới. Đầu tiên là nói đến thầy đô, khi chiến với cửu hồng bao cũng như năm tân tinh. Đa phần thầy tôi chỉ dùng đến năng lực UO cũng như thể chất và kỹ năng thuần túy. Cùng với đó là Haki vũ trang và xuyên phá. Phải đến khi gần cuối trận chiến với năm tân tinh thì Luffy mới nhận ra Kaido đang dùng đến Haki bá vương bọc vào đòn đánh. Và từ đó ta dần biết về thứ năng lực bá đạo này. Sau đó thầy đô liên tục spam bá vương khí. Luffy cũng tập tành chơi đồ như sinh vật mạnh nhất thế giới. Kế đó còn có Yamato. Sau khi comeback với đẳng cấp sức mạnh mới, Luffy đã chiến với thay đô một cách ngang cơ. Hai người liên tục dùng bá khí cấp cao để tấn công, và ta có thể thấy uy lực của nó là cực kỳ to lớn. Chỉ cần sơ suất để dính một đòn là bị thương rất nghiêm trọng. Thậm chí với một đòn bá khí cấp cao mà Zoro đã hạ được một kinh hỏa hoạn gần như chưa chịu thương tích trước đó. Ngoài Haki Bá Vương, vũ trang xuyên phá và quan sát thấu thị tương lai cũng là hai thứ rất phổ biến trong trận chiến với Kaido. Còn nhớ khi lù vừa bước lên đỉnh sọ, cậu đã nhẹ nhàng dứt khoát như cách người yêu trở mặt. Anh tôi đi xuyên qua hai tứ hoàng, đến thẳng chỗ Kinemon. Luffy làm được như vậy vì cậu đã đoán trước được tương lai. Sau đó, Lu cũng dùng Real liên tục để đấm Kaido và ta có thể thấy sau khi ăn quá nhiều đòn, thì sinh vật mạnh nhất cũng phải né tránh. Tựng haki xuyên phá tuy không khắc chế thẳng vào sự hồi phục của Kaido như bá khí cấp cao, nhưng nó vẫn tạo ra những sát thương đủ lớn để bào mòn một cách nghiêm trọng vào thể lực của hải tặc mạnh nhất. Nếu không né, nó đánh một hồi thì có mà suy tim. Minh chứng rõ nhất cho việc haki xuyên phá vẫn đủ mạnh để đánh tứ hoàng đó là nhát chém phi long hỏa diễm của Zoro trong chương 1002. Đoạn đó rõ ràng là thuần túy bọc Haki vũ trang, mình chắc chắn như vậy vì lúc đó Zoro không dùng đến quỷ khí và cũng không phát ra tí Haki bá vương nào. Phải mãi đến khi anh tôi dùng Asura thì thầy đô mới nhận xét dù có tư chất đế vương. Thế nhưng nó vẫn đủ mạnh để khiến tứ hoàng e sợ. Nói đến đây lại có ông bảo rằng do thầy đô cảm nhận được khí tức Odin nên mới khựng lại. Điều đó hoàn toàn chính xác nhưng thứ ta cần tập trung vào là những câu thoại của Big Mom như tránh đi kaido đó không phải nhát kiếm bình thường đâu hay ông quá coi thường đám nhóc này rồi quả thật haki vũ trang vẫn gây khó được cho tứ hoàng anh em ạ à. trong trận chiến với kaido cả cửu hồng bao và Zoro với ryu hay luffy với cả ba loại haki đều là những minh chứng cho sức mạnh và vai trò to lớn của haki trong chiến đấu tạm ngưng bàn đến haki và trận chiến với thầy đô ta hãy cùng đến với màn so tài giữa hai thanh niên cao to đen hồi với bà già đông con nhất thế giới Chắc chắn mẹ lớn chơi Haki rất ghê, nhưng trong các trận chiến thì bà ta lại hay dùng trẻ ác quỷ hơn, nhất là dựa vào các homie để chiến đấu. Ngoài ba con homie chính thì mẹ lớn còn tiện tay tạo ra nhiều homie khác nếu cần. Với sự tiện lợi bằng sự đa dạng năng lực của các homie, cũng như mỗi con lại có ý thức khác nhau. Như kiểu Big Mom chiến bằng nhiều cái đầu và nhiều con mắt vậy. Có thể điều này làm mẹ lớn khá mất cảnh giác và bà ấy sẽ hạn chế dùng Haki quan sát cấp cao bằng chứng là bích mâm thường xuyên bị mấy thằng anh tôi đâm lén lần nào đâm thì cũng hết cả cây về haki vũ trang xuyên phá thì mẹ lớn cũng rất ít dùng anh em đừng lầm tưởng lớp da siêu cứng của bà ấy là do bọc haki thực chất bích mâm từ nhỏ đã là con quái vật nên lớp da đó có thể xem là tự nhiên mà có tất nhiên để đảm bảo hơn cho sự an toàn của mình thì mẹ lớn có thể bọc thêm haki vũ trang như anh em nhìn cái cách bà ấy sơ xuất thì cũng biết vị nữ tứ hoàng này đã đuối sức ra sao ngoài ra ta cũng không thấy những đòn vả haki bá vương của Big Mom được tung ra nhiều như thầy đô. Thay vào đó, năng lực Soru lại được sử dụng tương đối nhiều. Đặc biệt nhất là mẹ lớn hay phụ thuộc vào đám homie, dẫn đến việc khi bị chia tách như lần ở đỉnh sọ hay mới đây là bị lo nhốt vào Arum, thì Big Mom gần như chỉ có thể chịu trận. Tổng quan, ta có thể thấy trận chiến của Kaido và trận chiến của Big Mom giống như đang phô diễn hai loại sức mạnh của One Piece. Không phải tất cả, nhưng phần lớn, thầy đô lại focus vào Haki, còn mẹ lớn lại focus vào năng lực ác quỷ. Điều quan trọng hơn cả là đối thủ của hai vị tứ hoàng này. Ta cứ lấy đối thủ trực tiếp và sẽ không nói đến mấy pha hội đầu nhá. Rõ ràng, Kaido phải solo với một Yamato biết chơi và chơi rất tốt bộ môn bà vương. Sau đó lại tiếp tục đụng anh men, vừa photocopy được skill giống mình. Bích mầm thì lại đối mặt hai thanh niên, toàn sai trái ác quỷ, gần như chưa có bằng chứng gì cho thấy lo và kít có dùng hay biết dùng Ryu hoặc thấu thị tương lai. Ông vai trai còn có bá khí nhưng nó chỉ ở mức cơ bản nên anh tôi cũng không dùng tới. Trong trận chiến này, lo và kít toàn dùng đến năng lực ác quỷ. Có chăng là hai anh dùng Haki quan sát né nhẹ vài đòn. Với kít thì anh ta dùng sức mạnh Ziki tạo ra những đòn từ tính cực kỳ mạnh mẽ. Và lý do anh đã thương được tứ hoàng Bích Mâm thì mình đã có một video riêng về điều này. Video đó cực kỳ ảo ma Lazada, nên anh em nhớ ghé xem nhé. Còn về lo, thì với năng lực bá đạo của OP, anh là Pháp Sư Đông Lào và là người gây rất nhiều khó chịu bởi những kỹ năng dịch chuyển và đâm xuyên. Anh có thể gây ra sát thương từ bên trong mà không cần đến bất kỳ loại Haki cấp cao nào. Kit cũng làm được điều tương tự bởi nguyên lý tấn công của Haki vũ trang gần giống với những gì Kit đã làm. Điều này mình đã chứng minh trong video Tại sao Kit đã thương được Big Mom. Tổng kết lại, ta có thể thấy Oda đã phân chia rõ ràng về hai trận chiến với hai thứ năng lực khác nhau. Và chung quy lại thì dù đó là Haki hay Trái Ác Quỷ chỉ cần đạt đến cảnh giới tối cao thì một nhân vật vẫn có cơ hội đạt đỉnh cao sức mạnh và chỉ cần đủ mạnh mẽ cũng như khôn ngoan thì vẫn hạ được Tứ Hoàng. Sớm muộn, Luffy cũng thắng Thầy Đô và thật sự tuyệt vời vì sự thất bại của hai tượng đài cũ lại được phân định danh mạch. Một người thua bởi Haki, một người thua bởi Trái Ác Quỷ ta còn đó Sainz và dâu đen. Hai người này thậm chí còn tất tay hơn. Tóc đỏ chỉ chơi Haki, còn lông đen chỉ chơi trái ác quỷ là chính. Sự đối lập sẽ còn rõ rệt hơn và nếu hai người này đụng độ sẽ là điều vô cùng thú vị. Tất nhiên, qua hai trận chiến lớn ở Aquano này, ta sẽ khó lòng so sánh được xem Haki hay trái ác quỷ mạnh hơn cũng không còn đánh giá được trái ác quỷ nào mạnh, trái ác quỷ nào yếu. Khi mà những Kid hay Luffy lại sử dụng trái ác quỷ quá ghê, dù cho trái ác quỷ của họ chưa được công nhận là quý hiếm. Mình không nói đến mấy giả thuyết rằng trái ác quỷ bị đổi tên là Gomu hay Ziki nha anh em. Quan trọng là đến hiện tại, hai trái này vẫn rất chi là bình thường. Nhưng chủ nhân của chúng lại vận dụng quá ảo diệu. Oda đã rất tài tình trong việc tạo ra những định nghĩa sức mạnh trong One Piece và Thành cũng cực kỳ khéo léo để chúng có thể xếp ngang hàng với nhau. Điều này khiến bộ truyện thú vị hơn rất nhiều bởi những tranh cãi về cái nào mạnh hơn liên tục diễn ra. Nó như kiểu so sánh Sanji với Zoro vậy, hai bên fan club cứ cãi mãi không thôi. À, nếu anh em muốn nghe những quan điểm cá nhân cũng như những dẫn chứng và so sánh đánh giá của mình về keo sạn tảo ai mạnh hơn thì hãy comment bên dưới nhé. Và cũng đừng quên like cũng như đăng ký kênh để bọn mình có động lực tạo ra những video hay hơn. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Chúc anh em một ngày tốt lành. Goodbye.